dân thì gặp rất là nhiều khó khăn, mà cái việc thu các khoản thì chúng ta lại ngày càng lại được nâng lên. Theo tôi đề nghị thứ nhất, nếu như mà giữ nguyên ở trong tờ trình á, một là bỏ cái xã hội hóa giáo dục đi, hoặc là nếu mà chúng ta đang thu xã hội hóa giáo dục thì trong cái tờ trình thu học phí á, thì đề nghị giảm xuống. Nếu mà chúng ta muốn nâng lên thì phải nâng từ từ. Cho lúc một lúc mà ví dụ như cả cấp học có một cấp nào đấy, tôi nghiên cứu là tăng 50-60 nghìn đồng, 50-60 nghìn đồng trên một em, thì như vậy quá cao so với cái mức mà thu nhập của người dân bây giờ hiện nay là một số vùng, là như vùng Quế Phong ở kia là thu nhập có 600 nghìn đồng trên người trên tháng. Các cái khoản đóng góp là thì như vậy, đây là cái vấn đề là chúng ta nghiên cứu về việc thảo luận thêm cái chỗ vào cái mức thu học phí.